Bội đạo không phải chúng ta bỏ đạo này qua đạo khác, hay là bội đạo vì chúng ta đứng không vững niềm tin mình, hay là bội đạo bởi vì chúng ta không hiểu Kinh Thánh nhiều. Nhưng mà bội đạo vì chúng ta chạy không đến đích, không đến cuối cùng. Đó là cái chữ bội đạo. Thì tiếc thay, rất nhiều người theo Chúa nhưng mà ngày cuối cùng lại bội đạo, là không chạy đến nỗi. Tôi thấy một cái cuộc đua, một cái video anh này anh chạy, anh dẫn đầu từ marathon, chạy marathon thì chạy rất xa, anh dẫn đầu luôn dẫn đầu. Thì gần tới cái round cuối cùng á, tự nhiên có tên nào điên cùng cùng chạy ra xô anh té. Té thì anh không sao, té thì có người khác đỡ dậy, rồi anh cũng chạy tới, nhưng mà sao anh mất đi tinh thần. Tại khi người ta xô một cách nghẽ, anh mất đi tinh thần, thì anh ráng cố gắng anh chạy. Chạy đến cuối cùng anh được hạng ba. Vẫn chạy tới cuối cùng, nhưng mà vẫn hạng ba. Thay vì anh dẫn từ đầu tới cuối luôn, anh dẫn gần tới đích luôn rồi, mà chỉ có bị té, bị một người nào đó đẩy một cái vô khán giả thôi, chứ không có đau, không có gãy chân gãy cẳng gì hết trơn. Chỉ khán giả đứng đông lắm thì nó nhào vô đó thôi. Thì anh đứng dậy anh mất tinh thần, anh bực mình. Tại vì sao? Bởi vì tôi dẫn đầu mấy round rồi, bỏ người ta cả mơ trời luôn, mà bây giờ tự nhiên có anh kia giọt lên chạy đó, mà hai người xích xê chứ có chút xíu nha, một người nhất người nhì anh hàng bà, mà hai người đó đã ngoài sau anh cả mile, cả cây số luôn, mà lại thắng được hàng nhất. Chúng ta theo Chúa cũng vậy, đôi khi chúng ta hồi nhỏ chúng ta hăng hái lắm, chạy nhanh lắm, đến lúc tuổi già thì chúng ta lại mệt nhọc, nhiều vấn đề xảy ra. Thì giống như cái cuộc chạy đó, mất tinh thần đi thì như thế nào? Nếu mà trong trường hợp này, thì trong cái phần này thì có những phần chúng ta sẽ thấy nè, đây là lý do có 8-9 điều để người ta bội đạo. Thứ nhất là đọc những gì tin, hay tin những gì chúng ta đọc, rồi chạy theo lợi lộc, rồi từ bỏ sự cứu rỗi. Có những cái sự cứu rỗi chắc chắn trong Chúa Giêsu, nhưng mà lại tìm thêm một cái cứu rỗi khác. Cái cứu rỗi duy nhất, Chúa nói chỉ có con đường duy nhất, mà chúng ta tìm thêm một cái số cứu rỗi khác nữa. Rồi chúng ta tìm lộn sách sự sống. Sách sự sống mà Chúa ban cho không tìm. Tìm cái sách nào mà nói chuyện trên trời trên mây ấy, mà thật sự người đó chưa bao giờ lên trời lên mây, mà họ viết ra những điều đó. Chúng ta tìm những điều đó, rồi thấy những cái cả tượng theo cái sự cảm động của chúng ta. Đây là những cái này nó trong, nằm trong cuốn sách đó, chúng ta sẽ có trong đó. Và tiếp tục chúng ta, sự tối tăm bị u ám, rồi sự không tha thứ cay đắng, rồi lìa bỏ đức tin, rồi sao? Không giữ mình, rồi vấp ngã cuối cùng. Đó là 9 điều mà chúng ta bị bội đạo. Thì cuối cùng lỗi tại ai? Nhiều khi chúng ta nói tại ai? Tại ai? Đâu có tại ai đâu. Linh hồn ai nó giữ mà. Chúng ta đâu để người khác giữ linh hồn mình, phải không? Đúng, chúng ta cầu nguyện cho những người khác, nhưng mà chính chúng ta không mở lòng để hiểu được. Tôi chỉ đi một điểm thứ nhất để chúng ta nhìn thấy. Đọc những gì tin, hay tin những gì chúng ta đọc. Tại như thế này, khi chúng ta đọc Kinh Thánh vì chúng ta tin, phải không? Nhưng có tin những gì chúng ta đọc không? Đôi khi chúng một số chúng ta tin hoàn toàn theo cái sự hiểu biết đơn sơ thôi. Chúa yêu tôi yêu Chúa, Chúa cứu tôi được cứu, tôi lên thiên đàng, amen, xong, đánh. Đơn sơ như thế thôi. Rồi có một số tin một phần nào đó rồi nghi ngờ, bởi vì Kinh Thánh có một số không rõ ràng, mập mờ. Một số giáo phái tin có tiếng lạ, một số giáo phái không tin có tiếng lạ. Một số giáo phái tin Chúa tái lâm trước khi đại nạn, một số giáo phái tin đại nạn trước khi Chúa tái lâm. Cho nên có một số điều mà chúng ta cảm thấy có sự nghi ngờ, thì chúng ta sao? Mất đi cái niềm tin. Lý do vì chúng ta được ảnh hưởng, phải không? Bởi một tính lý thần học nào. Thí dụ mình nói là tại vì tôi bị một ảnh hưởng thần học nào. Giống như một đứa bé nhỏ, Landon, từ nhỏ lớn lên ở tại hội thánh này, thì là hội thánh ngũ tuần. Thì lớn lên Landon sẽ trở thành gì?
Pentecostal guys. You speak in tongue. Nói tiếng lạ. Phải không? Chúng ta nghĩ là vậy. Có nghĩa là từ nhỏ lớn lên chúng ta được ảnh hưởng bởi một cái thần học nào đó. Thì các hệ phái khác vậy. Một số người khác lớn lên một cái hệ phái khác, kể cả Công giáo và Tin lành. Thì chúng ta dựa trên một cái quan điểm đó, rồi một số quan điểm đó bị sai một thời gian nào đó, chúng ta tìm hiểu ra, nói hồi đó giờ tôi tin đó sao ngộ quá, giờ sao Kinh Thánh kêu không ra. Thí dụ chúng ta tin hồi xưa giờ cầu nguyện qua các thánh đồ để các thánh đồ cầu bầu cho chúng ta ở trên trời để chúng ta được vững, nhưng mà là Kinh Thánh ra không kiếm chỗ nào có hết trơn, thì chúng ta nghi ngờ vậy, học Kinh Thánh kiểu này sao hồi đó giờ đó tôi tin rồi. Hay cầu nguyện qua Đức Mẹ để chúng ta tin là có mẹ nói với Chúa thì kế bên năn nỉ Chúa thì Chúa động lòng thương xót. Chúng ta nhiều khi chúng ta cảm thấy giống như thế đó, nhưng mà là Kinh Thánh ra thì cũng không có. Thành ra có những cái nghi ngờ trong cuộc sống, rồi lớn lên chúng ta khám phá ra một số điều nữa, trở nên gì? Nói bây giờ nhìn lại, nói tại một cái tính lý ai đó làm tôi confused quá, bây giờ tôi không tin ai trơn. Bây giờ tôi tin Kinh Thánh thôi. Rồi, xong rồi tôi nói, bây giờ tôi tin Kinh Thánh thôi, là Kinh Thánh ra đọc. Thì chúng ta sẽ đọc theo gì? Cái tin kiểu mình. Hồi đó giờ chúng ta tin kiểu của người kia nói cho mình nghe. Bây giờ tới phiên là tin theo kiểu mình. Thì tin kiểu mình thì cái gì mình thích, phải không? Mỗi người có một cái sở thích khác nhau. Tôi thích điều này, quý vị thích điều kia, một người thích điều nọ, mỗi người thích khác nhau. Thì 10 người đọc Kinh Thánh thì 10 người thích khác nhau. Và cái thích đó trở thành một cái quan điểm của chúng ta. Thì tiếp theo một số trở thành gì? Tà giáo. Bởi vì sao? Chúng ta đi theo cái lối sống của mình. Tại vì như thế này, cũng cùng một trường Kinh Thánh đó, dạy tất cả mục sư ra trường. Một số mục sư ra trường được ơn, một số mục sư đi theo tà giáo, một số về quê cắm câu. Phần đông về quê cắm câu. Nhiều người học cùng một trường đó, nhưng mà ra trường vẫn gì? Có người thành công, có người thất bại. Nghĩ rằng chúng ta sẽ học Kinh Thánh, chúng ta sẽ giỏi, thì chúng ta sẽ vững vàng trong đức tin của mình, thì chúng ta sẽ không bỏ đạo. Trong lời Chúa chúng ta cũng nhớ rằng nó giống như một cái món ăn chúng ta nấu lên. Thời nay thì tôi biết nhiều người xem trên YouTube để dạy cách nấu ăn, phải không? Trên đó nấu ăn thấy người ta nêm nếm nó ngon quá, tới phiên mình nấu xong rồi phải đổ thùng rác. Cũng nêm giống vậy á, cũng đo lường giống vậy, hồi cũng đổ thùng rác. Tại nó giống nhưng mà không giống, phải không? Ai đã từng thử từ YouTube ra, nó đâu giống nhau đâu. Bởi vậy chúng ta không thể đo lường qua cái gì hiểu biết của mình. Cái câu trả lời thường tôi trả lời như thế này: lý do chúng ta không làm được có hai điều. Thứ nhất là thiếu kinh nghiệm, unskilled, còn non nớt. Thứ nhì là không bền chí. Hai điều. Theo Chúa chúng ta thiếu sự trải nghiệm, và thứ nhì chúng ta chưa có đi tới đâu mà đã give up rồi, đã ngã rồi, không bền chí, bền độ. Hai điều đó rất là khó khi chúng ta theo Chúa, chứ không phải chúng ta biết Kinh Thánh hay là bởi vì chân lý nào. Hai điều đó mà chúng ta có thể làm được thì tôi nói chắc chắn, tôi bảo đảm chúng ta, mỗi người sẽ chắc chắn mình sẽ được cứu và lên thiên đàng, không ai ảnh hưởng niềm tin mình cả. Dẫu người ta có xúi mình đi đâu, đi đây, đó, nói đủ thứ trơn, mình sẽ không bao giờ. Bởi vì tôi đã trưởng thành, tôi đã kinh nghiệm, tôi trải nghiệm qua. Và thứ nhì, tôi đã bền đổ nhiều năm, tôi hiểu điều này chắc chắn rồi. Tôi không bao giờ sai. Thì đó là hai điều mà căn bản để chúng ta biết được, để chúng ta không bội đạo. Có những cái quan điểm như thế này để chúng ta có thể nhìn biết được. Trong Kinh Thánh có một câu mà chúng ta thấy
Nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Nếu mà chúng ta chỉ đọc như đây thôi thì chúng ta sẽ gợi lên một cái thần học gọi là tôi bền chí. Bền chí. Chúng ta không bền chí bởi vì chúng ta nói tôi thấy cái đó được chứ tôi rồi đó, chắc này là chắc chắn rồi đó, thôi tôi chạy theo. Nhưng mà chúng ta có trải nghiệm cái điều đó chưa? Tại vì khi mà chúng ta chưa trải nghiệm được cái điều đó rồi, chúng ta sẽ gì? Bền chí cái chuyện sai hay là cái niềm tin sai. Có những người theo một cái tôn giáo nào đó 30-40 năm bền đổ lắm, đi nhà thờ cũng thường lắm, tụng kinh cũng nhiều, cầu nguyện cũng nhiều, lần chuỗi cũng nhiều, cái gì cũng nhiều trơn, bền đổ, rất là bền đổ. Nhưng mà chúng ta thiếu một điều là chúng ta chưa trải nghiệm thật sự. Bền đổ nhưng mà chưa trải nghiệm. Cuộc đời chúng ta có những cái trải nghiệm mà chúng ta phải nhìn thấy được như thế này. Tôi mới coi một cái video. Cái khi mà cái một cái anh này, ảnh đã ở trong tù một thời gian, thì ảnh được ra tòa để xử anh. Thì khi anh bước ra tòa xử thì nói qua nói lại một hồi, thì cái người thẩm phán ngồi trên đó đó mới nhận ra anh. Anh chưa nhận ra cái người đó, người thẩm phán ngồi trên đó. Người thẩm phán nhận ra anh là ai? Anh chưa hề nhận ra. Thì cái câu đó là thẩm phán cô bắt đầu có gọi ra câu hỏi, nhiều câu hỏi. Thì cuối cùng cái câu đó là bạn học chung với anh lúc middle school, lúc mà tiểu học. Một người lớn lên cùng lứa tuổi với nhau ở trong tù, và một người thành công ngồi làm thẩm phán. Chúng ta thấy hai con đường mỗi người trải nghiệm khác nhau. Chỉ vì chúng ta chỉ làm sai một vấn đề gì đó mà khiến sao anh đó phải vô tù ở một thời gian lâu. Còn trong khi đó một cái cô kia cũng học cùng trường, cũng cùng người bạn, mà bây giờ sao? Ngồi làm thẩm phán. Thì cuối cùng hình như cái cô thẩm phán này nhẹ tay anh, cho nên tha anh cái gì đó. Tôi cũng coi chi tiết lắm, nhưng mà cuối cùng cái cô thẩm phán này cũng tha anh một cái phần gì đó. Tại nhượng tình chắc là bạn bạn cũ, bạn thời tiểu học đó. Chúng ta thấy không? Cái những cái trải nghiệm mà chúng ta cần phải biết được. Thử hỏi chúng ta bền chí như thế nào nhưng mà chúng ta chưa trải nghiệm được. Câu chuyện của ông Job, nếu một người chưa hiểu cái câu chuyện của ông Job thì chúng ta sẽ gì? Lên mình kiêu ngạo. Tại vì sao? Ông Job có tất cả. Rồi sao nữa? Ông bị sụp xuống, suy sụp, bị ma quỷ khiến ông suy sụp. Thì lúc đó làm sao? Lúc đó các người bạn của ông đến nói gì? Chúng ta xem. Anh hãy suy xét lại, có bao giờ người vô tội bị chết mất không? Ở nơi nào người ngay thẳng lại bị tiêu diệt? Theo điều tôi thấy, những ai cày sự gian ác và gieo điều bất an thì sẽ lại gặt lấy nó. Cho nên ông Gióp trước khi đó ông chưa trải nghiệm. Sau khi ông bị điều này thì ông mới trải nghiệm. Tại vì khi mà ông bị suy sụp, trước đó thì Chúa kể ông là người công bình, lúc nào tôi cũng là người công bình. Đến lúc ông bị suy sụp xuống rồi thì các người bạn ông, bao nhiêu người, Elipha, Elihu, nếu mà chúng ta đọc trong sách Gióp á, bao nhiêu người bạn tới, có người nào nói tốt đẹp không? Toàn là chỉa không à. Tới chỉa đầu này, chỉa đầu kia, chỉa đầu nọ. Thấy không, thấy không, thấy không, thấy không, tội lỗi ông á, tội ông á. Người tốt, công bình hồi đó, Chúa kể ông công bình đó, thấy chưa? Đó, thành ra khi mà ông Gióp phải trải nghiệm qua điều đó thì ông mới được vững vàng. Chứ nếu mà trước đó ông nói là người công bình thì chưa chắc ông có vững vàng đâu. Tại sau khi cái trận này đó, một thời gian sắp chết rồi đó, thì ông mới ngồi dậy, ông mới tỉnh giấc lại. Ông nói là dẫu có bao nhiêu người bạn chọc tôi bao nhiêu, nói xấu tôi bao nhiêu, chỉa tôi bao nhiêu, thì tôi vậy nghe, tôi vẫn đứng. Bởi vì sao? Đức Chúa Trời của tôi, chứ không phải của ai hết. Đức Chúa Trời biết được và có kế hoạch cho cuộc đời tôi. Trải nghiệm, kinh nghiệm để chúng ta hiểu. Đó là điều mà chúng ta cần phải biết. Khi mà tôi biết một thời gian, phần đông
nhiều người có một câu hỏi như thế này. Tại hội thánh chúng ta làm báp têm cũng khá nhiều. Thì có một số người hỏi tôi như thế này: tại sao cái người được báp têm rồi, sao Chúa không rước đi cho rồi cho nhanh, để làm chi nó phạm tội, phải không? Báp têm tin nhận Chúa, hallelujah, con được lên thiên đàng rồi, tại sao con phải ở đây thêm nữa để làm chi? Để con phạm tội. Quý vị có phạm tội không? Đây tín đồ không ạ? Nhiều không? Khá nhiều phải không? Tội nào không có đâu không? Tại sao Chúa không rước con đi trước đó, lúc mà báp têm xuống ngất lên, cái đồng chết và đồng sống với Chúa Giêsu, con sống rồi, hallelujah, Chúa cất luôn con ra cái dẹo luôn đi thì khỏe rồi phải không? Con không cần phải phạm tội này phạm tội kia, xích mích qua xích mích lại, tội này tội kia tội nọ, tội riết hồi không biết bao nhiêu tội, ghi nguyên nguyên sách lên đó mà Chúa mà quay cái phim lại chắc ngồi xỉu luôn. tại chúng ta nên nhớ rằng Chúa đã record hết tất cả những gì chúng ta nói. Ok, nói mình Chúa cũng nghe, chứ không phải là làm mập Chúa cũng nghe, chứ không phải nói người khác nghe. Thành ra tất cả những gì mà chúng ta nói lầm bầm, hay là nói với người khác, hay nói với Chúa, hay than thở cầu nguyện Chúa, than Chúa bao nhiêu thôi, chứ Chúa này Chúa nọ, thì Chúa vẫn record. Tới chừng ngày cuối cùng trong ngày phán xét thì Chúa sẽ quay lại hết tất cả đã ngồi mà mình gì. Thôi Chúa ơi, cắt bớt cho commercial rồi, cho quảng cáo ơi, cho run quảng cáo Chúa. Con có hết nổi rồi, bỏ quảng cáo vô. Đây là chính cái điều mà tôi muốn đưa quý vị để hiểu được. Tại sao ai đây có cái vợ cái chồng không? Bao lâu quý vị mới hiểu người chồng hay vợ mình sau khi cưới? Cái ngày đầu tiên lúc mà đang từng trăng mật á, chúng ta hiểu người đó không? Không. Người cái con người thật lòi ra chưa? Chưa phải không? Ở bao lâu mới lòi ra? Lâu lắm. 20 năm lòi ra. Xong rồi đưa đơn ly dị. Lâu lắm. Tại lồi ra thực thật. Lâu lắm. Chúng ta theo Chúa cũng giống như cái giao ước thế đó đó. Để Chúa đem cái con người thật của chúng ta ra, chứ báp têm xong rồi bay lên thì con người mình vẫn là con người giả. Chúng ta chưa có thật. Một thời gian trải nghiệm với Chúa thì chúng ta mới biết mình là thật, tin thật. Chứ Chúa không muốn một người tin giả dối. Nước thiên đàng không đem sự giả dối vô trong đó. Cái chỗ kia dưới kia kìa thì được. Cho nên chúng ta ai đây có vợ có chồng hiểu được phải không? Một thời gian chúng ta trải nghiệm qua sóng gió rồi, chúng ta mới hiểu được người đó. Không phải Chúa không hiểu chúng ta, nhưng mà chính chúng ta mới hiểu được con người thật của mình xấu cỡ nào. Hồi đó giờ tưởng đâu người ta nói mình tốt lắm, đẹp lắm. Rồi xong rồi sao? Sống chung với ai đó, người đó mới nói thật mình. Mặt ngoài đẹp lắm mà nết hư. Người ngoài người ta đâu có biết đâu. Tại ngoài tô vẻ đẹp không ai biết. Đến khi mình thấy cái sự thật ra rồi thì mới biết rằng mình đang là một người yêu đuổi. Thì chính Chúa cũng muốn con cái của Ngài đi vào cõi đời đời là con người thật. Chúng ta bồi đạo bởi vì chúng ta thấy con người thật mình rồi mắc cỡ chạy trốn. Thì sao? Thì chúng ta sẽ mất cõi đời đời. Trốn bởi vì mình mắc cỡ, chứ không phải trốn bởi vì mình tại người kia đâu. Chính mình mắc cỡ. Khi mà thấy con người thật của mình thì mình không còn thắc mắc nữa. Tại sao Chúa không rước con đi về cho rồi, để cho đỡ phải không? Tôi không quên một cái câu nói của một sư Nguyễn Nam Hải, cũng ba mấy bốn chục năm, ba mấy năm rồi. Ông nói câu này, ông nói quý vị mà càng già càng sanh tật, càng không nói cái câu càng già càng kỳ cục. Lúc đó tôi có 13-14 tuổi mà tôi còn nhớ tới giờ này. Giờ tôi 40 mấy tuổi rồi vẫn còn nhớ câu nói
Tại sao chúng ta càng già càng... Tôi nói đừng giận quý vị, quý nhân lớn tuổi đừng giận. Tôi nói kỳ cục chung hết trơn. Ai kỳ cục trơn, chính mình kỳ cục. Ông nói cái câu đó tôi không nhớ, không quên được. Ông nói càng già quý vị càng kỳ cục. Cái kỳ cục đó không phải là tại vì chúng ta kỳ cục, nhưng mà tại vì chúng ta lòi cái thật của chúng ta để chúng ta sửa, chứ không phải là kỳ cục để biết vậy thôi. Kỳ cục không phải là vì chúng ta, nhưng mà bởi vì chúng ta thấy cái sự thật của con người mình. Fix á, chiếc xe mà chạy á, mà nó cứ nghiêng hoài á, thì sao? Sửa lại cho nó chạy ngay thì nó không mòn cái bánh. Chúng ta chạy cứ nghiêng hoài á, thì nó sẽ mòn một bên. Nó mòn một bên thì chúng ta sẽ chạy càng ngày cái tay lái nó cứ có nghiêng nha. Chúng ta phải sửa lại hoài. Theo Chúa mà tự nhiên nó cứ nghiêng hoài, vấn đề xảy ra hoài. Tại sao Chúa không giúp con vậy trơn? Cứ con cứ ngã đây, hồi con cứ ngã đây. Bởi vì chúng ta không sửa cái điều đó cho nên con không có thẳng được. Bội đạo bởi vì chúng ta chưa trải nghiệm và chưa bền đổ bền trí. Khi Ngài đang ngồi trên núi Ô-liu, các môn đồ đến hỏi riêng Ngài rằng: xin nói cho chúng con biết bao giờ việc ấy sẽ xảy ra, và có điều gì báo trước về sự quan lâm của Thầy và thời kỳ tận thế? Đức Chúa Giê-xu đáp: hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con, vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là Đấng Christ, và sẽ dối gạt nhiều người. Cho nên điều thứ nhất chúng ta sẽ thấy bị lừa dối, tin kiểu nào cũng được cứu, đường nào cũng về La Mã. Quý vị về La Mã chứ không về thiên đàng đâu. Okay. Về La Mã khác, về thiên đàng khác. Okay. Cho nên chúng ta bị lừa dối, điều duy nhất là thứ nhất là gì? Tin nào cũng được, kiểu nào cũng Chúa yêu hết. Lên thiên đàng Chúa là tình yêu thương. Điều thứ nhì, các con sẽ nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Hãy thận trọng, đừng bối rối, vì việc này phải xảy ra, nhưng chưa phải là cuối cùng đâu. Vì dân này sẽ nổi lên nghịch với dân khác, nước nọ chống đối nước kia, đói kém, động đất sẽ xảy ra ở nhiều nơi. Tất cả những điều này chỉ là khởi đầu của các cơn đau chuyển dạ. Thứ nhì là chúng ta hùa theo những người ngoài họ đang làm. Những người ngoài họ đang làm gì? Bây giờ ráp nhau đi biểu tình gì? Một bên chống Donald Trump, một bên thì thích Donald Trump, một bên thì Biden, một bên là gì đó tôi cũng không khe, tôi cũng biết. Chúng ta hùa theo để làm gì? Khi mà chúng ta hùa theo thì chúng ta sẽ bị họ lôi cuốn vào đó. Tại vì những cái điều đó nó làm cho chúng ta thích thú lắm. Tại người ta nói những điều nó rất là thích. Khi mà chúng ta bị những cái điều đó xảy ra, chúng ta nghĩ rồi đây à, Chúa sẽ bảo vệ ông này, Chúa sẽ giúp ông này, Chúa sẽ làm cho ông này được lớn lên. Bây giờ tôi phải chống ông kia, ông kia là ma quỷ. Nhưng mà Chúa đâu có nói ai là ma quỷ phải không? Chúa có nói không? Không. Nhưng mà Chúa, chúng ta đã tạo lên một con ma, con quỷ để cho chúng ta ghét. Hồi đó giờ không có ma có quỷ, tự nhiên giờ tạo lên một con ma con quỷ để chúng ta ghét. Chúa đâu có tạo như thế đó đâu. Chúng ta hùa theo. Chiến tranh từ đó giờ có, chuyện election tổng thống từ đó giờ có xảy ra nữa. Thành ra chúng ta đừng có hùa theo những điều đó để chúng ta bị gì? Bị đánh mất đi cái tình yêu thương. Chúng ta đã tạo lên một con quỷ để chúng ta ghét. Mà thật sự là khi mà chúng ta làm điều đó, thì mỗi khi cái gì mà chúng ta suy nghĩ, nên nhớ rằng đây là điều khoa học mà chúng ta biết. Huyết áp của chúng ta đi lên. Chúng ta chỉ giận trong vòng 5 phút, huyết áp quý vị đo thử. Trước khi giận và sau khi giận quý vị đo huyết áp. Bữa nào thử. Ai đã huyết áp cao? Có máy nha. Cô chị có máy không? Bữa nào cô thử cái rồi làm chứng lại cho mọi người. Bữa mà cô hiền, cô đo huyết áp cô. Và bữa nào cô giận ai đó, cô đo huyết áp. Hay là ai giận cô đo thử. Chúng ta sẽ thấy liền. Một lời suy sụp, chúng ta sẽ tạo ra 30.000 cái chất độc trong thân thể mình. Rồi bây giờ nói tại sao tôi bệnh. Chỉ cần một chút đó thôi. Thế nên cho nên chúng ta đã hùa theo vào điều đó để chúng ta gây lên tội ác. Đó là cái điểm thứ ba mà chúng ta làm
trở thành bội đạo. Khi ấy, người ta sẽ nộp các con, khiến các con bị hoạn nạn và giết chết các con. Các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh ta. Bây giờ, nhiều người sẽ vấp ngã, phản bội nhau, thù ghét nhau. Nhiều kẻ tiên tri giả sẽ xuất hiện và lừa gạt nhiều người. Và vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần. Chúng ta thấy tại sao lòng yêu mến của nhiều người nguội dần. Bây giờ bao nhiêu người nguội rồi. Tôi nói thẳng điều này, rất là nhiều người nguội lần dần phải không? Nguội không phải là chúng ta không đi nhà thờ. Nguội vì chúng ta đã xếp đặt cái thứ tự của đời sống mình. Chúng ta xếp đặt như thế nào? Tìm kiếm Chúa hay là Chúa đi tìm mình? Chúa đi tìm mình có một lần thôi nha. Con chiên đi lạc, Chúa đi tìm một lần thôi, đi về cũng về thôi. Tôi không nói là quý vị bỏ qua Chúa. Con chiên lạc là Chúa đi tìm. Nhưng mà con chiên cố tình đi lạc thì Chúa không tìm nữa. Tại sao? Tại vì cái sự nguội dần, cái đó là cái lòng yêu mến của mình. Chúa không có bắt chúng ta đi về. Chúa chỉ bắt lần đầu tiên để Chúa thấy được đây chuông. Tôi không nói là hội thánh. Quý vị đi hội thánh nào tôi cũng không care. Hội thánh nào cũng có Chúa trơn. Nhưng mà cái chuông là như thế nào? Chuông là ở trong Chúa luôn luôn. Lúc nào cũng có Chúa. Chứ không phải chúng ta lúc nào có Chúa bởi vì chúng ta cần Chúa. Lúc nào chúng ta không cần Chúa thì không cần có Chúa. Giống như con cái mình nhỏ nhỏ mấy nhỏ, lúc nào nó cần mình thì gì? Nó chạy theo mình không? Nó tò theo mình. Tới chừng nó lớn lên nó đâu cần mình làm gì? Teenager, tới chừng mấy đứa mà teenager. À, nó đấy để I am mature, I know. Cái gì cũng I know hết trơn không? Tới cái tuổi mà teenager, I know. Cái gì I know hết trơn á. Rồi xong gì tới hai mấy tuổi cái nó gì? Hết tiền. Lúc đó hết I know rồi. Đi kiếm gì? Đúng vậy. Chúng ta biết, chúng ta theo Chúa vậy thôi. Lúc mà mới bắt đầu chúng ta I know, tôi biết hết rồi, cái thánh biết, I know. Tới chừng suy sụp, bệnh, sắp sửa chết. Chúa ơi. Kỳ này, cuộc này con nhớ rồi. Rồi sao nữa? Cũng y chang như thế thôi. Bội đạo không bởi vì chúng ta bỏ đạo, nhưng mà chúng ta đang nguội dần. Kết luận tối hôm nay để chúng ta thấy được, nhưng ai bền cuối cùng thì sẽ được cứu. Câu cuối cùng mà chúng tôi thể nói như thế này. Chúng ta đi theo Chúa đó, chúng ta bền đổ như thế nào? Bền đổ không phải là vì chúng ta có một cái thói quen. Có một số người đi thờ phượng Chúa một cái thói quen. Bền đổ vì chúng ta đã trải nghiệm qua một cái điều gì trong cuộc sống mà chúng ta vẫn đứng dậy được. Đó là bền đổ. Chứ không phải là bền đổ là chúng ta đi nhà thờ thường. Cảm ơn Chúa, chúng ta đi nhóm thờ phượng thường xuyên để được sự nhắc nhở. Nhưng mà cái sự bền đổ là dẫu sao đi nữa cuộc sống mình vẫn đứng dậy.